Du Hồng xin kính chào quý cô chú chị và bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Du Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú chị bạn xem một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Kinh Dương Vương, gần góc ngã ba đường Lê Cơ. Địa chỉ nhà mình là 580 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là gần 4m và chiều dài là 6m1. Nhà có kết cấu một trệt với 3 lầu. Trước đây chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 3 tỷ 250 triệu, nay chủ giảm giá còn là 2 tỷ 780 triệu ha, 2 tỷ 780 triệu một căn nhà mặt tiền đường Kinh Dương Vương, 8 làn xe, gần bến xe miền Tây, gần ủy ban dân quận Bình Tân và trên trục đường chính nối từ miền Tây lên dòng xe An Lạc đi vào bên Cây Gõ, vào quận 5 và quận 1 ha. Căn nhà này thì về pháp lý thì căn nhà này là do sau khi giải tỏa đại lộ Kinh Dương Vương thì nhà không đủ, còn không đủ diện tích để làm sổ hồng riêng theo quy định của ủy ban nhân phố về hạn mức tối thiểu để tách thửa, thì nhà mình không đủ diện tích để làm sổ hồng riêng ha. Thì hình thức mua bán căn nhà này thì mình ra văn phòng thừa phát lại để lập quy bằng, lập văn bản chuyển nhượng ha. Nhà thì về pháp lý, nhà có giấy kê khai, có số nhà quận cấp, có điện chính, nước chính và đóng thuế hàng năm đầy đủ, và nhà mình có xác nhận của chính quyền ủy ban dân phường An Lạc là nhà không thuộc diện quy hoạch giải tỏa, không lấn chiếm lộ giới hẻm giới, không bị tranh chấp, không bị thế chấp, và nhà cũng không có lấn chiếm ranh của các cái bất động sản lân cận. Nhà có giấy phép sửa chữa đầy đủ. Nhà thích hợp buôn bán kinh doanh nhỏ hoặc cho thuê hoặc ở cũng được. Căn nhà này xin nhắc lại giá là 2 tỷ 780 triệu, 2 tỷ 780 triệu. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm căn nhà này thì hãy liên lạc với kênh Nhà Đất Sài Thành với số điện thoại 0933 797979 để mình được đi xem nhà, gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Nếu như mình xem kênh mình chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, và hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được một căn nhà mặt tiền với giá ở phân khúc từ 2 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 780. Cô chú anh chị bạn xem xong nhớ cho Du Hồng một like và hãy chia sẻ video này cho người thân của mình ủng hộ Du Hồng ha. Ngay đây là đường Lê Cơ, ngã ba đường Lê Cơ với đường Kinh Dương Vương. Đại lộ Kinh Dương Vương thì đã làm rồi ha. Vỉa hè nó rộng như thế này đây ha cô chú anh chị. Và cái hướng này mình đi về hướng đường Hồ Lãm và ra cầu An Lạc và ra dòng xoay An Lạc hả cô chú anh chị. Và bên đây là có khu dân cư Nam Hùng Vương, Bắc Trần Văn Kiểu và khu dân cư Hương Lộ 5. Ở bên kia là đại lộ Võ Văn Kiệt. Ở đây xem như một cái đại lộ nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, nối từ quận 5 ra bến xe miền Tây và đi về dòng xe An Lạc đi về miền Tây ha. Đó, đại lộ Kinh Dương Vương là có 8 làn xe hả cô chú anh chị. Có 8 làn xe nha. Đó là đã hoàn thành rồi nha. Thì hôm nay Vũ Hồng sẽ review cho cô chú anh chị bạn xem một căn nhà đó. Cái đường trước nhà là đường lớn như thế này, có vỉa hè. Tương lai thì ở giữa này sẽ làm một cái trạm tram quay, đường xe tuyến xe điện mặt đất chạy ở giữa cô chú anh chị. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn hôm nay thì vị trí rất cực kỳ ok luôn ha. Và đây là đường Kinh Dương Vương nè ha. Rồi, căn nhà mình giới thiệu đến cô chú anh chị bạn hôm nay là căn nhà này. Nó vỉa hè là rộng gần 8 mét luôn. Chiều ngang căn nhà này gần 8 mét ha. Ngang gần 4 mét và chiều dài là 6 mét 4 ha. Đó. Nhà thì trong nhà là có một mỗi một tầng có một phòng thôi, là cầu thang ở cuối, và nhà gồm có một trệt và 3 lầu và mái đúc ha. Thì ở trước nhà thì mình kinh doanh buôn bán thì để xe thoải mái nha, có cái vỉa hè nó rộng lắm đó, mọi người ở đây kinh doanh buôn bán nè, mình mua mình ở cũng được, cho thuê cũng được. Ngang gần 4 mét, cụ thể là 3m85 nha. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này 2 tỷ 780 triệu ha, trước đây là kêu 3 tỷ 2, nay là chủ giảm xuống còn 2 tỷ 780 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành. Vũ Hồng sẽ dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để làm việc thương lượng thêm về giá cả ha. Về hồ sơ pháp lý thì nhà mình là có
giấy phép xây dựng cải tạo sửa chữa, có giấy kê khai và có giấy xác nhận của xí nghiệp phía sau và những người xung quanh, là của chính quyền địa phương luôn ở phường An Lạc Bình Tân này, là công trình không có bị quy hoạch giải tỏa, không lấn chiếm lộ giới hẻm giới và không có bị tranh chấp nha, các chủ sở hữu khác tranh chấp ha, và nhà được phép tồn tại luôn nha, có giấy tờ thể hiện điều đó. Nhưng mà do phần diện tích của mình là không đủ diện tích để theo quyết định của thành phố về việc làm cái sổ mới, nên cái sổ riêng, nên là hiện tại mình vẫn chấp nhận là mua bán là sổ mua bán là ga văn phòng phường hết lại để lập quy bằng ha cô chú anh chị. Sau này nếu nhà nước mà cho làm cái hạn mức mà thấp hơn, giống như là giảm cái diện tích tối thiểu để làm sổ lại á, thì mình sẽ đi ra ngoài quận mình làm sổ ha, lúc đó cho làm lại thì mình làm nha cô chú anh chị. Thì một căn nhà này giá chỉ bằng nhà trong hẻm thôi, mình tính ra căn nhà mặt tiền mà giá chỉ bằng trong hẻm thôi, thì cô chú chị bạn nào mà đang tìm nhà ở phân khúc 2.5 tỷ đến 2.780 tỷ thì chọn căn nhà này hả cô chú anh chị. Ở đây gần cái chùa luôn nha, sau lưng mình một cái kho gạch lớn của ghi ta vỏ hả cô chú anh chị. Rồi, nhà mình có điện chính, nước chính và địa chỉ nhà là 580 đường Kinh Dương Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Ha, Kinh Dương Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì ở đây thì nhà này tồn tại từ lâu lắm rồi. Rồi chú Hồng xin nói lại là nhà là có xác nhận của chính quyền là không có bị tranh chấp, không giải tỏa, không có lấn chiếm hẻm giới, không có trung diện quy hoạch giải tỏa gì hết nha cô chú anh chị. Đầy đủ giấy tờ xác nhận điều đó hết. Rồi phía bên đây là đường Hồ Học Lãm, còn bên đây là hẻm Sinh Cô Năm và đường Bùi Tư Toàn ha. Mình đây chạy vô khoảng chừng 5 phút là tới bến xe miền Tây, và chạy từng khoảng 5 phút nữa là vô tới dòng xe cây gõ nha cô chú anh chị. Rồi mình vô nhà ha, và chú đi có gì chú gọi con ha. Nhà thì được lắp điện chính, nước chính ha, đầy đủ hết nha. Nhà hiện nay coi vậy chưa? Dạ. Nhà này chăng cũng coi vậy, nhà bên này nè. Thì con không biết, con cũng hỏi, nhưng mà cái này thì do có nó cái này là thời xưa người ta bán này. Thì ở đây thì chủ nhà làm cái tủ bếp ở dưới đây ha, tủ bếp này ở dưới đây nè. Rồi anh Vũ Hồng giải thích cho cô chú chị bạn xem ha. Ở đây thì hiện tại thì ở đây là chủ chưa có làm cái nhà vệ sinh, nên theo mình nghĩ thì ở đây thì có sẵn ống ga, ống nước, nguồn điện, nguồn nước sẵn hết rồi. Thì mình dời cái bếp này ra ngoài chút xíu, ngoài này chút xíu, và mình làm cái nhà vệ sinh dưới đây. Tại vì khi mà mình kinh doanh buôn bán gì đó thì ở dưới trệt thì cũng cần phải có cái nhà vệ sinh, nên mình sẽ dời cái bếp này ra ngoài này một chút xíu đó, và mình làm một cái nhà vệ sinh nằm ở dưới đó hả cô chú anh chị. Rồi mình đi lên trên lầu hả cô chú anh chị, lầu 1 nha. Nhà thì ở đây là đúc thiệt hết nha cô chú anh chị. Nè, đúc rất chắc luôn ha. Rồi đây là nhà vệ sinh của mình nè. Đó, nhà vệ sinh mỗi một tầng thì có một cái nhà vệ sinh, tường thì cũng dán cao ráo sạch sẽ. Mỗi một phòng thì mỗi một tầng có một phòng ha. Ở bên hông thì có cái cửa sổ. Đó, bên đó là đường Lê Cơ, góc cả ba đường Lê Cơ với đường Kinh Niên Dương ha. Còn đây là chung cư Emiro Palace, gần ủy ban quân sự Bình Tân, ủy ban nhân quận Bình Tân, chợ An Lạc. Đó, phía trước nhà mình đây ha. Rồi, ở đây thì làm bằng nhôm kính sinh pha ha. Mở ra nè. Rồi mình đi lên tiếp bên trên lầu hả cô chú anh chị. Không có bắt đèn nha. Nhà hiện tại là nhà chưa bắt đèn, nó sáng hay là cô chú anh chị. Không có mở đèn ha, đèn không có mở luôn nha. Rồi nhà vệ sinh thì nép bên phía tên đây nha, bên tay trái. Rồi cầu thang đi lên nè. Nhà mặt tiền đường hả cô chú anh chị, xe chạy đông đúc lắm nha, nhà không có bị nứt ha. Xe lớn đi không à, nhà mình vẫn không bị nứt nha cô chú anh chị.
Rồi ở đây là chưa có mở đèn nha cô chú anh chị. Và ở đây là ở lầu 2, nhà vệ sinh của lầu 2 nè. Và đây là không gian phía trước của lầu 2. Mình chưa có mở đèn luôn nha, để không cần mở đèn luôn, nó vẫn sáng choang ha. Mỗi một tầng một phòng khá rộng nha cô chú anh chị. Rồi nhà mình còn lầu 3 nữa ha, mình đi lên lầu 3 nha. Đây là không gian lầu 2 nè. Là tầng 3 rồi đó, giờ lên tầng 4 nè. Sân thượng đúc nha cô chú anh chị. Sân thượng thanh đúc để bồn nước ở trên đó. Đó, đến đây thì cầu thang nằm ở cái nhà vệ sinh nằm ở cuối. Và đây nè cô chú anh chị, ở trên đây là có cái lối mình đi lên trên sân thượng nè ha. Sân thượng này đúc nha cô chú anh chị. Đó, đây là tầng 4 lầu 3 ha, chưa mở đèn, mở đèn cho cô chú chị bạn xem nha. CB đây đèn nè ha. Đó, góc đường này là góc đường Lê Cơ với đường Kinh Dương Dương nha cô chú anh chị. Hướng này về dòng xe An Lạc. Đại lộ Kinh Dương Dương là trục đường chính, đại lộ nội thành. Nối từ trung tâm quận 5 đi về hướng miền Tây ha. Thì đại lộ Kinh Dương Dương là một trong các cái đại lộ nối thành phố Hồ Chí Minh với miền Tây á. Là đại lộ lớn nhất luôn ha. Và bên kia là đại lộ nội thành lớn nhất luôn. Và ở đây thì có trường Mầm Non Tinh Tú, trường An Lạc 1, trường An Lạc 2 và trường phổ thông trung học An Lạc nữa nha. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn ha, cái đường Kinh Dương Dương làm rồi rất là đẹp, rất là tuyệt vời ha. Nhưng mà mở cửa nó ồn nè, bên ngoài nè ha. Mấy cái nhà gần đây người ta hay đúc nè, đó, cô chú anh chị bạn thấy đúc hết không? À. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì mình hãy giúp chú Hồng đăng ký kênh ha. Và nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà cho cô chú anh chị. Và chú Hồng cũng xin nhắc lại căn nhà địa chỉ 580 đường Kinh Dương Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm gần góc ngã ba đường Lê Cơ với đường nằm gần góc ngã ba đường Lê Cơ với đường Kinh Dương Dương, đại lộ Kinh Dương 8 làn xe ha, đối diện với chung cư Imperial Palace và trường Mầm Non Tinh Tú. Ở đây thì có rất là nhiều trường học, bệnh viện, rồi chợ. Và gần bến xe miền Tây, gần dòng xe Phú Lâm, hướng đi về quận 5 rất gần luôn ha, trên trục đường chính thuận tiện buôn bán kinh doanh. Về pháp lý thì nhà thì có giấy phép xây dựng sửa chữa, có giấy kê khai và giấy tồn tại công trình trong trình là nhà không bị tranh chấp quy hoạch giải tỏa, không lấn chiếm lộ giới, không lấn chiếm ranh giới của nhà xung quanh hàng xóm. Và được tồn tại công trình, được tồn tại, được cấp giấy phép sửa chữa. Đó, nhà mình thì một trệt và ba lầu với sân thượng. Nhưng mà cái sân thượng này chủ nhà không có làm cái lối đi lên. Sau này nếu mà nhà nước cho cái diện tích mà do mình chưa hiện giờ chưa làm sổ Hồng á, là do diện tích tối thiểu của mình không đủ để mình làm sổ theo quy định của thành phố về cái việc mà hạn mức tối thiểu để tách thửa. Nhưng mà sau này nếu nhà nước có giảm diện tích lại ở khu vực Bình Tân này giống như quận 8 hay là quận 11, quận 6 á, thì mình đủ điều kiện làm thì mình lúc đó mình sẽ đi ra mình làm giấy chủ quyền Hồng hả cô chú anh chị. Hiện tại thì mình mua bán thì ra văn phòng thừa phát lại để lập quy bằng. À, lập văn bản chuyển nhượng nha cô chú anh chị. Nhà thích hợp mua bán để mình kinh doanh, mua về mình cho thuê rồi là ok ha. Là giá căn nhà này chủ đang kêu bán là 2.780.000.000 ha cô chú anh chị. Lúc trước là chủ kêu là 3.250.000.000, nay chủ giảm còn 2.800.000.000 ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh Nhà Đất Sài Thành ha. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Chú chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà địa chỉ 580 đường Kinh Dương Dương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này
Nhà này nằm gần góc cả ba đường Lê Cơ với đường Kinh Dương Dương, nằm trên trục đường chính Kinh Dương Dương, đại lộ Kinh Dương, tám làn xe nối từ dòng xoay An Lạc từ miền Tây đi về quận 5, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình có kích thước ngang là gần 4m, 3m85 và chiều dài là 6m1. Nhà có kết cấu một trệt, ba lầu đúc và cái sân thượng ở trên. Nhà nằm ở mặt tiền đường, có vỉa hè rộng lớn, thuận tiện buôn bán kinh doanh. Căn nhà này về pháp lý thì do căn nhà sau khi cái đường Kinh Dương đã làm thì diện tích đất của mình không đủ diện tích để làm sổ hồng riêng theo quy định của thành phố về hạn mức tối thiểu để tách thửa. Nên nhà mình thì mua bán thì ra văn phòng thừa phát lại để lập quy bằng và lập văn bản chuyển nhượng. Về giấy tờ nhà mình á, là có giấy kê khai, có đóng thuế hàng năm, có số nhà điện chính, nước chính, số nhà quận cấp. Và có giấy xác vợ nhận của Ủy ban nhân phường An Lạc, quận Bình Tân là công trình không bị giải tỏa, tranh chấp, không lấn chiếm, ranh, trồng ranh cùng các sở hữu bất động sản lân cận. Và nhà được phép tồn tại, không bị quy hoạch bởi quy hoạch nào trong tương lai giải tỏa ha. Thì căn nhà này xin nhắc lại giá là 2 tỷ 780 triệu nha cô chú anh chị. Giá cũ 3 tỷ 250 triệu. Cô chú anh chị bạn nào đang quan tâm đến nhà mặt tiền thì hãy liên lạc với Vũ Hồng để mình đi xem nhà, sau đó mình gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau. Vũ Hồng xin chào ha.